Dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Tuyến xe tải của em. Vâng, thì ngày hôm nay em Tuyến xin giới thiệu đến cho mọi người một cái dòng xe tải rắc nhập khẩu nha quý vị. Thì trên màn hình quý vị là con xe tải rắc E5 nhập khẩu 4 chân nha quý vị. Hiện tại thì bên công ty ô tô Phú Mẫn Chiến Đồng Nai em đang có cái lô hàng xe rắc E5 4 chân, tải trọng là 17 tấn 9 nha quý vị. Sắp tới thì chúng ta sẽ có xe đời hiện tại thì đang là xe đời 2021 nha quý vị, và sắp tới sẽ có xe đời 2022. Như vậy mọi người có quan tâm cần đầu tư cái dòng xe 4 chân tải trọng 17 tấn 9 thì có thể liên hệ với em. Như bên công ty em thì có cái dòng rắc E5 nhập khẩu 4 chân này, xe tải Đông Phương Hoàng Huy nhập khẩu 4 chân bên đây cũng có luôn nha quý vị. Đấy, thì em sẽ giới thiệu cho mọi người, nhưng mà hôm nay em sẽ giới thiệu về con rắc nha. Đó. Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy là với con xe rắc E5 4 chân thì khác với sử dụng một cabin khác so với con 5 chân và con 3 chân nha quý vị. Thì với con rắc 4 chân này chúng ta thấy được trang bị cái động cabin là đầu cabin nóc thấp một giường. Đó, khá là vuông vắn, và trên phía trên chúng ta sẽ được trang bị một mũi lướt gió. Thì với cái thiết kế xe tải rắc E5 4 chân, vì sao chỉ được trang bị cabin nóc thấp, thì chúng ta có thể hiểu được là với cái dòng 4 chân này, khi mà trang bị cabin nóc thấp thì có thể được đóng một số xe chuyên dụng như là xe bồn, xe cẩu cho quý vị, thì nó sẽ rất là thuận tiện. Đó. Thay vì đóng cabin nóc cao thì nó rất là khó để làm xe cẩu với lại xe một số cái xe chuyên dụng khác nha quý vị. Đó. Rồi. Xe này thì là xe 4 chân, tải trọng là 17 tấn 9, thùng dài kích thước thùng dài 9m7 lọt lòng, chiều ngang 2m360, chiều cao là 2m150. Hiện tại thì chúng ta có thể thấy là xe này là xe thùng nhà máy, xe thùng sắt và bựng là bựng inox, cản inox. Thì chúng ta có thể thấy là xe này thì chỉ có 4 khoang, 8 bựng, và vỉ phía trên thì đóng liền, không thể mở được nha quý vị. Đó. Thì hiện tại thì xe rắc E5 4 chân và 5 chân chỉ có phiên bản thùng nhà máy thôi nha quý vị. Nhưng mà mình thấy là với cái thiết kế đóng của cái thùng nhà này thì chúng ta thấy rất là chắc chắn nha. Đấy, bửng rất là nặng, rất là chắc chắn, đóng rất là đẹp, rất là cũng rất là chỉnh chu, không như là một số cái dòng xe tải khác đóng cái thùng tiêu chuẩn thì mình thấy của nhà máy thì nó không được đẹp lắm. Nhưng mà đối với cái dòng xe tải rắc E5 đóng thùng nhà máy tiêu chuẩn thì mình thấy rất là đẹp và rất là chắc chắn nha. Rồi, phần cabin thì nói chung là nó chỉ khác về cái thiết kế là thiết kế cabin nóc thấp một giường thôi. Ngoài ra thì về mặt thẩm mỹ, về đèn, về mặt cản thì được làm rất là giống với con rắc E5 5 chân và 3 chân nha quý vị. Đấy, thì cabin thì rất là nhìn thì với nóc thấp thì chúng ta có thể thấy là cái bề ngang của nó rất là to này, rất là hầm hố. Đèn thì vẫn được trang bị là đèn bi cầu Rochester nha quý vị. Đấy, rất là sáng và có giải đèn LED ban ngày. Phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái đèn cản, cản thì vẫn được là cản sắt, rất là đẹp. Thì với cái phiên bản rắc E5 4 chân thì chúng ta cũng có các phiên bản màu như là màu trắng, màu xanh và màu ghi. Đó, rất là đẹp. Rồi, đến với cái phần lốp xe thì chúng ta có thể thấy là xe thì được trang bị là cỡ lốp đây, ở bên đây cho sáng nha quý vị. Đây. Đấy, lốp thì lốp treo ra nhập khẩu theo xe. Thì giống như các dòng xe tải 4 chân khác thì dòng rắc E5 cũng được trang bị là cỡ lốp 11R20 nha quý vị. Đó. 4 chân, hai cầu sau là hai cầu trước là hai cầu dẫn hướng và hai cầu sau là hai cầu chủ động. Đó. Rồi. Về phần bên hông xe bên này thì chúng ta có thể thấy luôn thì được trang bị là một cái bình dung dịch xử lý khí thải. Thì với cái dòng xe tải rắc E5 4 chân thì trang bị cái động cơ du chai 6 máy 10.38 lít nha quý vị. Đấy, thì với cái động cơ du chai này thì máy này sản sinh tới 350 mã lực. Đấy, thì so với các dòng khác thì xe sản sinh 350 mã lực. Rất là khỏe. Và trang bị động cơ Euro 5 có bình dung dịch xử lý khí thải bên đây nha quý vị. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái bình dầu hợp kim nhôm rơi vào tầm 600 lít nha quý vị. Đó, 600 lít bình dầu rất là to. Đổ thì nói chung là đẽ tay luôn và đi thì đi đường dài thì rất là tốt luôn. Rồi. Ở đây chúng ta sẽ thấy luôn cái phần một chassis. Cái chassis xe rắc E5 4 chân thì trang bị là chassis hai lớp. Rất là dày và liền khối nha quý vị. Thì đương nhiên rồi, đối với một cái dòng xe tải nặng thì chassis phải liền khối và được dập bằng thép chuyên dụng. Cho nên là cái độ chịu tải của nó rất là lớn. Thì theo đánh giá của các cái anh giao nhận xe từ nhà máy vào đây thì đánh giá con xe này so với cái xe tải nhập khẩu khác cùng phân khúc của Trung Quốc nhập khẩu thì cái dòng rắc E5 này đi thì nó mượt hơn. Đó, với cái thiết kế cầu là cầu nhăn, đi mượt, đi đường trường rất tốt.
và cái tiết kiệm độ mà tiêu hao nhiên liệu thì so với các cái dòng xe tải khác thì tiết kiệm hơn nhiều. Đó. Rồi. Về phần cầu là cầu lép, cầu nhăn, cho nên là đi đường trường rất là tốt. Đó. Tiết kiệm nhiên liệu. Lốp là lốp trước lốp sau bằng nhau, hai cầu sau dẫn động nha quý vị. Này, cầu là cầu 4.1. Thực ra thì từ cầu 4.1 là đến cầu 4.7 là cầu chung, nhưng mà so với cái dòng AK54 chân này, được trang bị cầu chung như vậy đi thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, đi rất là thoát xe nha quý vị. Đây là phần sau của cái thùng này. Thì là thùng tiêu chuẩn đóng rất là đẹp và chắc chắn nha. Mọi người có thể đến công ty ô tô Phú Vân Chiến Đồng Nai. Hiện thì đang có sẵn xe cho mọi người có thể xem và tham khảo. Rất là đẹp. Đây này. Đấy, đến đây chúng ta có thể thấy luôn cái phần đằng sau của cái xe. Thì chúng ta có thể thấy là chassis. Chúng ta có cái đè ngang của chassis này. Được giằng rất là to và bẻ rất lớn. Và có thể thấy rất là dày. Bẻ thì chúng ta có thể thấy ở đây là cái đè ngang thì được làm to và chúng ta có thể thấy là rất là dày, cho nên là cái chassis này chịu tải rất là tốt. Đó. Đè thùng, đĩa thùng đóng rất là chắc chắn nha quý vị. Rồi sau đây chúng ta sẽ có một cái thùng để đầu nghề này. Đó. Rồi. Với nhíp lé, qua đây chúng ta có thể thấy là phần nhíp lé này. Nhíp lé thì được trang bị một bó nhíp lé rất là dày. Đó. Rất là tốt. Chịu tải rất tốt nha. Rồi. Ở phía bên hông của bên tài thì chúng ta sẽ được trang bị là bình một bình ắc quy. Bộ bình ắc quy này thì gồm hai bình và được trang bị ở trong một cái thùng sắt, được bảo vệ rất là an toàn, cho nên là khi mà đi trên đường mà cần nghỉ ngơi đường dài thì chúng ta sẽ an tâm hơn nha quý vị. Cái nẹn mất bình ắc quy trên đường rất là nhiều thì trang bị cái bình này thì rất là tốt nha. Đó. Và dưới đây chúng ta sẽ có một cái bộ bầu hơi, xe này trang bị hệ thống hơi, tất cả các hệ thống dẫn động là bằng hơi, giống như là dẫn động là cần số hơi, phanh hơi, rồi ghế hơi và một số cái tính năng khác. Thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có ba cái bình hơi. Đó, được làm bằng hợp kim nhôm rất là đẹp và là sáng bóng nhá. Rồi kẽn dưới thì chúng ta được làm bằng kẽn inox, đó rất là đẹp đúng không ạ. Lươn này, kẽn này, dè được làm inox rất là sáng nhá. Đó. Rồi. Đây là hệ thống dẫn hướng của chiếc xe tải rắc A54 chân, dẫn động dẫn hướng hai cầu trước. Đó. Với hệ thống cầu trước thì chúng ta có thể thấy là được trang bị là hệ thống nhíp lé hai tầng. Giờ hệ thống nhíp lé. Và đặc biệt là ở cầu trước thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ phận bộ phuộc thủy lực. Thì với cái phuộc thủy lực này sẽ giúp cho hệ thống treo trước sẽ có cái độ đằm hơn, chắc chắn hơn khi mà phía trước được gác thêm một cái động cơ rất là nặng nha quý vị, cho nên là được trang bị thêm cái phuộc thì giúp cho cái xe mình nó đỡ dàng hơn, chịu tải tốt hơn nha quý vị. Đó. Đây là hệ thống dẫn hướng cầu trước rất là lớn. Rồi động cơ thì chúng ta có thể thấy luôn đây này. Đó. Là động cơ du chai 6 máy 10.38 lít. Đó. Thì máy này sản sinh tới 300 mã lực và hệ thống phun dầu cao áp, cho nên là cái xe này nó rất là khỏe, đặc biệt là xe này có hệ thống turbo tăng áp, cho nên là cái công suất của nó sẽ được rất là lớn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có hệ thống hộp số, thì đây chúng ta sẽ có hộp số này. Đó. Hệ thống hộp số này là hộp số 10 cấp nha quý vị, hộp số 10 cấp. Đó. Rất cho nên là rất là khỏe. Rồi bây giờ em mời mọi người lên cabin. Đây là phần hông xe. Thì xe rắc A5 này là một trong những cái dòng xe tải nặng đi đường trường của Trung Quốc và của hàng nội của Trung Quốc, cho nên là rất là tốt nha quý vị. Những hàng mà hàng nội của Trung Quốc thì nó rất là ok. Đây. Đây là cabin, thì như em đã nói thì cabin của xe tải rắc A5 4 chân thì chúng ta để thấy là được chỉ được trang bị cabin nóc thấp một giường. Nhưng mà phía trên đây thì nó cũng rất là thoáng nha, rất là cao. Đó. Trang bị hai ghế, một giường. Và với cái tất cả các tính năng ở trên xe rắc A5 4 chân thì được trang bị với xe 5 chân thì rất là giống nhau nha. Rất là giống nhau. Rồi. Như em nói này. Rồi bây giờ em sẽ đi từ phần hộp số trước. Hộp số thì được trang bị như em đã nói, hộp số 10 cấp. Đấy, 10 số tiến và 2 số lui.
xe này thì chúng ta sẽ có nãy nhăn chậm rùa thỏ đây nha quý vị. Đó. Rồi. Ngoài ra thì xe này thì được trang bị hệ thống phanh hơi, cho nên là chúng ta sẽ có phanh lốc kê ở đây nha. Đó, hệ thống phanh lốc kê. Rồi, phần ghế thì với phần ghế tài thì chúng ta sẽ được trang bị là hệ thống ghế hơi. Và đặc biệt là chúng ta có thể thấy là cái ghế này thì được làm không khác gì một cái ghế của phi công. Đó, ngồi rất là êm, điều chỉnh được các hướng nha. Này, chúng ta sẽ có công dụng để điều chỉnh được các hướng. Đây này quý vị. Đây nha. Đó. Chúng ta có thể điều chỉnh được ghế, tăng độ cao ghế lên này quý vị này. Đó. Đó, ngóc lên. Cái này hạ phần phía sau xuống để ngồi cho nó cân bằng. Rồi, ở đây chúng ta để mà những người mà đi lâu ê lưng thì có thể đệm. Chúng ta ở đây sẽ có các nút đệm. Đệm cái lưng lên. Đó, đệm lưng lên, đệm vào phía trên cao hơn xíu nữa nha. Đây sẽ có các nút điều chỉnh nha. Ghế này thì rất là hiện đại. Đó. Rồi, để nổ máy lên thử thì em bây giờ em sẽ bật cái khóa mát ở đây. Đó, chúng ta ở đây chúng ta sẽ có một cái khóa mát này quý vị. Đó. Nếu mà khóa mát này được trang bị trực tiếp trên cabin luôn thì nó sẽ ok hơn, nhưng mà đối với cái dòng Jack A5 thì đang là trang bị ở tại cái bình ắc quy. Đó. Rồi. Rồi em sẽ giới thiệu thêm về các cái chi tiết trên xe. Như là ở phần bảng đồng hồ trung tâm, chúng ta sẽ có các cái tính năng như là máy lặn này, radio FM, âm thanh giải trí. Rồi các cái nút nhấn ở đây, chúng ta sẽ có nút với xe tải Jack A5 4 chân. Chúng ta sẽ có hai cầu dẫn động, cho nên chúng ta sẽ có hệ thống khóa vi sai này. Rồi đèn báo nguy và cái đèn cản, hướng đèn cản. Và ở đây, vì là xe dẫn động hai cầu sau thì chúng ta sẽ có một hệ thống nữa. Đây quý vị, là hệ thống khóa vi sai hai cầu, là một trong những cái quan trọng cho các cái dòng xe tải nặng. Khóa vi sai trung tâm một cầu và khóa vi sai hai cầu sẽ giúp chúng ta đi được trong những cung đường xấu, đường lầy thì chúng ta sẽ sử dụng đến những cái tính năng này. Rồi, ngoài ra có một điểm đặc biệt nữa là phía dưới đây chúng ta có cái hệ thống là cái một cái chúng ta có công tắc điều chỉnh về cái tải. Thì ở đây chúng ta sẽ có hệ thống là no led, half led và full led. Thì no led là không tải, chạy không tải, half led là chạy tải trung, và full tải thì là full led là đầy tải nha quý vị. Thì công tắc này sẽ giúp cho cái nhiên liệu của chúng ta tiết kiệm hơn, cũng như là cái phần công suất máy được phù hợp hơn khi chúng ta chở tải. Thì nếu chúng ta chạy không tải, chúng ta có thể là mở về chế độ no led để chạy, sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn, máy sẽ nhẹ hơn nha quý vị. Rồi ở chế độ mà chúng ta chở tải trung bình thì chúng ta vặn về half led, và chở tải đầy tải thì chúng ta vặn về full led. Thì tất cả các cái tính năng này tùy theo cái mức độ tải cũng như là công suất máy thì nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu khác nhau. Đó, thì nó rất là thuận tiện cho xe mình, một phần nào tiết kiệm được nhiên liệu nha. Đấy, phù hợp với tất cả các cái cung đường tải trọng của mình. Rồi, về phần bảng đồng hồ táp lô thì nó giống hoàn toàn với cái con xe Jack A5 4 chân và Jack con Jack 8 tấn. Đó, đồng hồ vẫn trang bị đồng hồ cơ, đồng hồ tốc độ xe, tốc độ động cơ. Rồi đây là báo, ở đây chúng ta báo là gì đây, áp suất hơi, rồi nhiên liệu. Đó, đầy đủ. Rồi, về phần gương hậu, xe này được trang bị là hệ thống gương hậu, gương hộp 2 tầng. Nhưng mà đáng tiếc thì xe này chưa có hệ thống điều chỉnh gương bằng tay. Nếu mà nhà máy Jack thiết kế thêm cái gương này điều chỉnh tay trong đây luôn thì nó rất là hiện đại, phải nói là nó rất là chiều khách hàng luôn, rất là hay luôn nha quý vị. Đó, thì ở bên cửa đây chúng ta chỉ thấy là chỉ được trang bị là hệ thống mở cửa bằng điện thôi, chưa có hệ thống điều chỉnh gương hậu bằng điện nha. Rồi, bây giờ em sẽ nổ máy thử cho mọi người cùng nghe nha. Con Jack A5 4 chân nha. Đó, thì như vậy là máy của xe Jack A5 4 chân đã nổ. Và như em đánh giá cũng như các cái dòng xe tải Jack A5 4 chân, Jack A5 8 tấn, 9 tấn, Jack A5 5 chân, thì quý khách hàng theo dõi cũng biết rồi. Thì cái cabin của xe tải Jack được trang bị thì nó cắt âm, cắt nhiệt cực kỳ tốt, chống rung rất tốt luôn. Đó. Và mặc dù là với cái động cơ 6 máy tới 10 chấm, gần 11 chấm rất là lớn nằm ngay phía dưới đây, nhưng mà nó cũng rất là êm ái nha quý vị. Rất là êm và gần như là tách biệt hoàn toàn với lại thế giới bên ngoài. Mọi người nhìn thấy xe cộ đi lại rất đông, nhưng mà gần như là ở trong cabin chúng ta sẽ không nghe gì, chỉ nghe một
âm thanh nho nhỏ về cái động cơ thôi nha. Đó. À, khoảng không gian thì rất là rộng, mặc vì là trang bị hai ghế cho nên là rất là rộng nha. Đó. Rất là đẽ nha quý vị. Tiếng máy du trai nghe rất là đầm luôn. Rồi. Thì như vậy em Tuyến vừa giới thiệu cho mọi người chi tiết về các dòng xe tải rắc A5 nhập khẩu 4 chân của Vitrac nha quý vị. Hiện tại công ty ô tô Phú Mẫn đang phân phối trực tiếp cái dòng xe rắc A5 4 chân, 5 chân, 3 chân và rắc 8 tấn nha quý vị. Thì mọi người có quan tâm cái dòng xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với em Tuyến theo số điện thoại. Đấy, rắc 4 chân 17 tấn 9, rắc 5 chân 21 tấn 2. Đó, những dòng xe tải nặng hiện tại đang có tại Phú Mẫn, cabin nóc thấp một giường. Thì với cái dòng xe rắc A5 4 chân thì chỉ được trang bị cabin nóc thấp một giường, vì xe này thì còn nhiều tính năng như là để đóng xe chuyên dụng, xe lắp cẩu, xe tải cứu hộ. Đó. Thì mọi người quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em Tuyến theo số điện thoại em để trên màn hình là 0584 413 623, hoặc là mọi người có thể ngại gọi điện để kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên, thì em Tuyến sẽ hỗ trợ mọi người 24/24 trên Zalo nhé, báo giá cũng như là phải hồ sơ vay vốn ngân hàng. Xe này thì ngân hàng hỗ trợ banh lên tới 75%, hồ sơ rất là nhanh gọn, em Tuyến sẽ hỗ trợ cho mọi người phần làm hồ sơ nhé. Đó rồi, mọi người ngoài đây mọi người có thể đến trang web là phumandongnai.vn để tham khảo các cái dòng xe tải nặng khác, dòng xe rắc A5 4 chân này, rồi xe tải 8 tấn 9 tấn, rồi xe Đông Phen 4 chân 5 chân. Thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp. Đó. Rồi mọi người có thể đến công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai, có cái địa chỉ là số 110E đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhé. Công ty em thì nằm trên cái trục đường chắn thành phố Biên Hòa. Đó, nằm tại ngã tư Bắc Sơn nha quý vị. Đó, nằm tại ngã tư Bắc Sơn. Đối diện bên kia là chùa Kỳ Quang 4 nha quý vị. Đấy, mọi người đi từ hướng quốc lộ 51, vòng xoay cổng 11 đi về Trảng Bom thì công ty em nằm bên phía tay phải nha. Đó, đến đây thì em Tuyến sẽ hỗ trợ cho mọi người xem xe, thử xe trực tiếp nha. Các cái dòng xe tải 4 chân tải nặng. Đó. Rắc Đông Phen. Đó. Rồi, đến đây thì em Tuyến xin chào mọi người và chúc mọi người một ngày làm việc thật là vui vẻ nhé.